Xin kính chào quý chị khách hàng. Bất động sản Hạnh Nguyễn quay tiếp một cái video nữa về cái dự án sân Goodwood Lake này. Thì trước mặt quý chị khách hàng á, mà đối diện thẳng cái video quý chị khách hàng nhìn á, thì kia là một cái cặp biệt thự song lập. Hai bên này là biệt thự mini hết. Biệt thự mini thì đâu đó là 6 x 14 nhé, xây 1 trệt 2 lầu. Thì có nhiều căn là ban công lớn, có nhiều căn ban công nhỏ, giá cực kỳ tốt luôn. Và những cái căn song lập thì 10 x 20. Đấy, có những cái căn mà đơn lập thì diện tích nó lớn hơn 12 hoặc là 15 x 20 cũng có. Và có nhiều dãy là 10 x 17 cũng có nha quý chị khách hàng nhé. Ở đây thì bên Hạnh Nguyễn đang có rất là nhiều cái sản phẩm ký gửi. Sản phẩm ký gửi giá cực kỳ tốt luôn. Như biệt thự mini, quý anh chị khách hàng nhìn thấy hai bên này này. Và như cái nhà chỗ có cái cây dừa và có cái bàn ghế, cái ghế xanh xanh đó, cái ghế xanh xanh kia là biệt thự mini mà có ban công lớn nhá. Đấy, ban công cực kỳ lớn luôn. Thì ở đây là Hạnh Nguyễn đang có một vài căn ban công lớn như thế, giá có 2.650 thôi. Giá đã bao gồm 5% khi mà nhận sổ rồi nhá. Ở đây là cái sản phẩm ký gửi và gọi là dạng sản phẩm chuyển nhượng đó. Thì quý anh chị khách hàng nào mình cần thì có thể liên hệ số điện thoại Hạnh Nguyễn để trên màn hình hoặc cái phần mô tả của bất động sản Hạnh Nguyễn. Đây là cái dự án sân Goodwood Lake nha. Và đặc biệt thì ở đây đã xây dựng hoàn thiện là 100% hết rồi. Và đâu đó thì có khoảng trên dưới gần 60 căn đã hoàn thiện rồi, có người ở rồi nha quý chị khách hàng nhé. Những căn mà chuẩn bị tới đây hoàn thiện thì cũng chưa đếm xuể, bởi vì ở đây là rất là nhiều khách hàng đã vào ở rồi. Đấy, đã vào ở và nghỉ dưỡng ở khu vực này rồi. Thì biệt thự sân gốt này nó cách Củ Chi có vài cây số thôi, qua một cái cầu thôi nha quý chị khách hàng nhé. Và đặc biệt cái dự án sân gốt Goodwood Lake này là nó là xung quanh của nó là sân gốt nha quý chị khách hàng nhé. Đấy, bao quanh của nó là sân gốt, và đặc biệt nó có một cái khu vui chơi giải trí, công viên nước rất là lớn, có công viên khủng long, cộng với khu vườn kẹo ngọt, công viên thỏ trắng nha, đầy đủ hết, khu clubhouse, bể bơi ngoài trời, bể bơi tràn bờ, khu trượt nước cho quý anh chị khách hàng mình có con em mùa hè mình có thể là vui chơi giải trí ở khu vực này. Thì ở đây thì Hạnh Nguyễn đang tư vấn về cái sản phẩm ký gửi. Còn quý anh chị khách hàng nào mình muốn có cái sản phẩm mà về sản phẩm của chủ đầu tư ấy, Hạnh Nguyễn cũng có nhé, và giá là 3.6 tỷ, được trả chậm trong vòng 24 tháng. 3.6 tỷ là còn được chiết khấu nhé. Thì ở đây cái dòng sản phẩm nào thì quý anh chị khách hàng mình cảm thấy ưng hơn, như sản phẩm ký gửi thì nó sẽ rẻ hơn. Đấy, sản phẩm ký gửi sẽ rẻ hơn, và dạng như là sản phẩm ký gửi bán cắt lỗ á thì nó sẽ tốt hơn, nhưng mà quý anh chị có thể phải thanh toán một lần. Còn mà quý anh chị khách hàng mình mua từ chủ đầu tư thì mình thanh toán trả chậm trong vòng 24 tháng. Đấy, và không lãi suất nhé. Cho nên ở đây Hạnh Nguyễn đang có cái sự lựa chọn rất là tốt cho quý anh chị khách hàng. Nếu tầm tài chính tầm khoảng 3 tỷ đổ lại, mình có thể là mua trực tiếp thẳng một căn luôn từ khách hàng cũ, tức là khách hàng chuyển nhượng. Nhưng mà hợp đồng thì có thể là hợp đồng quý anh chị khách hàng mình làm một cái hợp đồng mới cho ký với trực tiếp chủ đầu tư luôn. Đấy là cái sản phẩm chuyển nhượng nhé. Còn sản phẩm của chủ đầu tư thì là 3 tỷ 6 thì quý anh chị khách hàng mình ký với chủ đầu tư luôn, và được trả chậm với chủ đầu tư là trong vòng 24 tháng nhé. Đấy, 24 tháng thì nó giá trị nó cực kỳ tốt. Ở khu vực này dành cho nghỉ dưỡng, dành cho quý anh chị khách hàng mình sau này dưỡng già, rồi là an nghỉ nghỉ dưỡng ở khu vực này thì nó yên tĩnh lắm, không khí trong lành, mát mẻ. Và đặc biệt là nó có rất là nhiều mảng xanh cho quý anh chị khách hàng. Nếu mà quý anh chị khách hàng về chọn về khu vực này thì bất động sản Hạnh Nguyễn cũng ở đây là bất động sản Hạnh Nguyễn nhận là hoàn thiện nhà này, nhận ký gửi mua bán nhà đất ở khu vực này. Đấy, tất cả các dự án của Trần Anh là Hạnh Nguyễn đều nhận hoàn thiện nhà hết nhé, và nhận ký gửi hết. Thì quý anh chị khách hàng nào mình xem được video này thì nếu mà có nhu cầu thì điện thoại cho Hạnh Nguyễn, số điện thoại Hạnh Nguyễn để trên màn hình hoặc là phần mô tả. Và xin kính chào quý anh chị khách hàng, hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng ở một video tiếp theo và một dự án tiếp theo.